bán sao Oppo. Oppo chơi bóng. Bóng chán quá. Không được vẽ tường. Oppo chơi một mình. Cháu ném trúng rồi. Chúc mừng cháu đã trúng búp bê bằng bông nha. Wow. Mô phô biến cánh tay khổng lồ. Chức tiệc trà linh đình nào. Mô phỏng làm cướp biển. Cậu có thể biến búp bê này thành người thật được không? Xin chào thợ xây Lauren. Chào anh. Có thể để anime giúp tôi ở tòa nhà được không vậy? Được thôi. Chúng tôi sẽ trở lại sớm. Wow.
nào anime. Tôi đây rồi, như các người yêu cầu rất rất nhiều robot đây. Tuyệt vời. Ta rất vui khi các người thích những con robot, nhưng ta muốn hỏi tại sao các người lại cần tất cả đống này. Không có gì đâu giáo sư, và xin cứ làm thêm nhiều con giúp chúng tôi nha. Mila, tôi muốn lấy lại xe đồ chơi. Xe đồ chơi? Tớ không giữ nó, Troy à. Cậu có mà, tớ thấy cậu lấy nó. Nếu cậu không trả thì tớ sẽ mét ba của cậu đó. Mila không giữ xe đồ chơi. Được thôi, cứ giữ đi. Troy, đợi đã. Cháu đây rồi Mila. Ta đang trên đường tới một cuộc hẹn quan trọng mà cháu lại ném bùm vào người ta là sao hả? Nhưng mà cháu có làm vậy đâu. Bây giờ ta phải về thay đồ, nhưng chuyện còn chưa xong với cô đâu cô bé ạ. À, kỳ quặc thật Morpho. Chúng ta phải tìm hiểu xem đây là chuyện gì. Biến hình thành máy bay trực thăng đi. Morpho, nhìn kìa. À, Mila gây rắc rối rồi. Hi, Morpho, đó đâu phải tớ. Tớ đây mà. Chắc chắn là robot. Đuổi theo nó, Morpho. Biến thành nam châm. Hãy đưa nó vào tù. Cảnh sát Freeze sẽ biết cách xử lý. Chú cảnh sát Freeze, chúng cháu vừa bắt được robot mạo danh. Ý cháu là giống vậy đi hả? Dạ. Cái gì? Có bao nhiêu con vậy? Giáo sư, chúng tôi đang cần thêm nhiều robot. Tôi đang làm nhanh nhất có thể đây. Chắc chắn là robot đi hướng này. Kia nữa, nhiều mây la quá. Đi lấy kem cho bọn ta đi. Được thôi. Chúng ta phải lấy cái điều khiển đó, Morpho. Tớ có ý này. Đi theo tớ. Nhìn kìa, Morpho. 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 Bắt lấy nó. Đâu vậy robot nhỏ? Cái gì? Tất cả robot bắt lấy bọn cướp. Cướp, cướp, cướp. Thì ra là người đứng sau mọi chuyện. Ở đây chật chội quá Stan ơi. Xích ra đi đồ robot. Kem. Kem không. Morpho biến thành trái banh. Mình ướp có thể biến thành gì đó vui nhộn. Mình có ý này nè. Glitterpot có thể biến tụi mình thành thuốc cưng phép thuật. Wow, cậu biến tụi mình thành Morpho được chứ?
nhảy cao nhất sẽ thắng. Hãy biến hành đi. Biến thành trực thăng. Quay, mau vào thăng. Đi theo họ đi. Đi theo họ thôi. Chuyện này thật là không dễ. Wow, biến hình thành máy bay đi April. Morphle, biến hình thành cái gối to đi. Bên thành công này. Đừng có gây náo loạn nữa, tôi đã có mặt để cứu vơi. Nhanh lên đi Morphle, biến hình thành máy bay. Nhanh đi theo Orphle rồi biến thành bóng nảy lại nào. Thôi dừng lại nào. Không Orphle, bây giờ tao muốn trở thành một con robot. À, oops, xin lỗi ạ. Mình lại có một ý khác để bắt cậu ấy nè. Cùng nhau thực hiện đi. Morphle, biến hình thành cái lồng. Không được làm loạn trong thành phố. Đã gây rất nhiều rắc rối trong thành phố. Mình xin lỗi Mila, Morphle. Mình không nên biến hình lần nào nữa. Có thể biến tụi mình về bình thường lại được không? Ôi không, tôi đang trở rất là vui mà. Cuốn ngoan. Thật là vui quá. Nhưng là Morphle thật là quá khó. Mình vui vì lại được là chính mình. Chỉ có thể có duy nhất một Morphle, một April. Mọi người yêu hai cậu. Với cỗ máy thời gian của giáo sư Raisit, không gì cản được bọn ta. Chúng ta phải ngăn chúng lại, Morphle. Biến hình thành siêu anh hùng khủng long nào. Giờ thì các ngươi không thể phá hoại gì nữa.
Ôi không, mọi chuyện đáng ra không phải là như vậy. Tốt lắm Mila Morpho, giờ hãy bắt tất cả bọn chúng lại để ta có thể đưa chúng về thời tiền sử. Nhanh, bắt lấy con khủng long ba sừng đi Morpho. Ta nghĩ các cháu quên một con rồi nè. Ôi không, Mơ Phù. Tới phòng thí nghiệm nhanh, chúng ta cần tìm ra Mơ Phù đã tới đâu. Điện lộn xộn, ráng một chút nha Mô Phô. Chắc là ổn rồi. May là cậu không sao. Siêu cao nữa. Chỉ có điều là phải cao như thế này mới được đi nha. Ta-da! Tớ biết có một giáo sư có thể giúp tụi mình được đó. Thứ này sẽ giúp cho cháu thành người lớn. Nhưng cháu có chắc là muốn làm như vậy không hả Mila? Dạ dĩ nhiên là có. Vậy thì đây nè. Ha, mày lại lớn quá. Mila, là cháu hả? Ồ không, tôi là dì Mila. Wow, nhìn giống nhau thật đó. Vậy là cô đủ cao rồi đó. Đi chơi vui vẻ nha. Cảm giác thế nào? Đỉnh lắm luôn. Và giờ tớ là người lớn rồi nên muốn làm gì cũng được. Người lớn hả? Tới đây Morpho. Cá heo nào? Cháu. Tôi nữa. Xin lỗi cô nha, nhưng cô lớn quá nên không cưỡi cá heo được. Hãy giả vờ làm giáo viên đi Mơ Phụ. Tôi xin lỗi thưa cô, nhưng cô không được vào trong đâu. Gì của Mila? Tôi có nghe kể, rất vui được gặp cô, nhưng Mila không có ở đây và tôi phải về lớp rồi, tạm biệt nha. Mình bắt đầu thấy chán làm người lớn rồi đó. Đây là sân chơi của trẻ em thưa cô.
và tôi sẽ phạt tiền cô. Ôi xin lỗi, nhưng tôi không trả được vì tôi không có tiền. Vậy tôi nghĩ cô nên kiếm việc làm đi. Đủ rồi, mình không muốn làm người lớn nữa đâu. Cháu có chắc là muốn làm trẻ em lại chứ? Dạ chắc chắn 100% luôn. Mila, Mila, nghe gì chưa? Sao vậy? Họ đang xây một trò tàu lượn khác, kỳ này còn lớn hơn nữa đó. Tuyệt đó. Cậu không muốn trở thành người lớn để đi nữa sao? Thôi tớ xin, làm người lớn không hề vui như mình nghĩ đâu. Tớ sẽ tận hưởng hết mức có thể khi vẫn là trẻ con. Bắt nè, cậu bị rồi. Quay lại đây. Nên cậu không được đi. Ma phò đi nữa. Không, ma phò không được đâu. Bye bye ma phò. Mila, Mila. Ồ, chuyện gì vậy ma phò? Ba có biết Mila đi đâu không? Ba không biết, xin lỗi ma phò. Mila không có ở đây. Mila có ở đây không? Không, Morpho. Mila đâu? Mila Morpho khóc đâu? Đừng khóc mà. Thôi nào Morpho, ta có chắc là Mila đang đợi ở nhà đó. Chưa mà Morpho, cháu chưa ra sau vườn kiểm tra mà. Bất ngờ không? Mila! Chúc mừng sinh nhật Morpho. Giờ thì mở quà nào. Yeah! Morpho thích lắm. Công lý thì không ngủ, nhưng các em nhỏ thì phải ngủ từ 9 giờ đến 7 giờ đó. Ngay khi đánh răng xong là lúc chống tội phạm. Cảm ơn Morpho. Lúc nào cháu cũng giúp mọi người như thế này thì tốt quá luôn đó. Apple cũng giúp nữa. Là
làm ơn, xuống đây đi cậu Posy. Ôi, Mô Phồ à, cháu giúp bà được không? Cậu Posy bị kẹt ở trên cây rồi, mà bà thì muốn bế nó trên tay như trước. Cháu giúp bà ở cùng nó được không? Không phải là ở cùng nhau như vậy. Nếu các người không trộm xe cảnh sát của ta thì cả hai người đã vào tù rồi. Bọn ta không quan tâm. Đúng đó. Mô Phụ, mày quả cháu ở đây, cháu giúp ta mang bọn cướp này tới đồn cảnh sát có được không hả? Dạ được. Ôi không. Cái gì? Mô Phụ, đợi đó. Nó không đưa chúng ta vào tù kìa Stan. Thoát khỏi đây thôi. Ồ, chào Mô Phụ, còn giúp ba nâng mấy cái thùng này được không hả? Chúng nặng quá. Ôi không Mô Phụ, đừng mang lên mái nhà chứ con. Cháu đây rồi Mô Phồ. Dạ có chuyện gì? Anh bạn màu đỏ của cháu cho ta lên cây rồi chạy mất. Dạ không thể nào đâu, Mô Phồ không có làm. Ta tận mắt chứng kiến mà. Mô Phồ, cháu đưa bọn cướp đi đâu rồi hả? Chúng cháu chưa gặp bọn cướp mà. Ta thấy cháu đã đưa chúng tới đồn rồi mà Mô Phụ. Vậy chúng ta phải bắt chúng lần nữa rồi. Mô Phụ, biến hình thành robot đi. Ôi trời ơi, con đùa như vậy là hơi quá rồi đó Mô Phụ. Giờ thì đưa mấy cái thùng đó xuống lại đây cho ba ngay. Mô Phụ đi với con cả ngày mà ba. Thiệt hả? Nhưng nó nhìn giống hệt Mô Phồ luôn đó. Có màu đỏ giống y chang Mô Phồ, ngoài trừ mấy cái đốm màu xanh lá mà thôi. Đốm xanh lá? Hẳn rồi, đó là Orphu. Chúng ta phải ngăn cậu ấy lại Mô Phồ. Chào Mô Phồ, cháu giúp ta dọn chỗ này có được không vậy hả? Nhìn kìa Mô Phồ, Orphu đã tự sơn đỏ người mình. Ôi không, rửa sạch nó đi Mô Phồ. Mô Phồ biến hình thành xe cứu hỏa. Ôi, cẩn thận Mô Phồ. Đó không phải Mô Phồ. Là Ô Phồ hả? Giờ cậu không lừa ai được nữa đâu Ô Phồ à. Cảm ơn Mô Phồ thật nha. Ô Phồ sẽ trở lại. Nhìn nè Mô Phồ như vậy nè. Mô Phồ nữa, Mô Phồ cũng làm. Đừng lo Mô Phồ, rồi con sẽ làm được thôi. Nhưng không bằng anh bạn nhỏ này đâu. Đây là Boba, thú cưng phép thuật mới của chúng ta đó. Boba thích thổi bong bóng. Cậu ấy thích thổi bong bóng cực kỳ luôn. Wow, thấy chưa? Nhìn vui quá ha. Boba, cao vậy đủ rồi. Biến hình thành thứ gì to lớn đi. Xe tải. Giờ Mô Phồ cứu Mila. Mila. Chuyện gì vậy? Cứu tụi bay. Mô Phồ cứu.
Từ trên trời rơi xuống. Con đây rồi bố ba. Nghe này, con không được thổi bong bóng phép thuật bừa bãi, chúng sẽ gây rất nhiều rắc rối đó. Ở đây thì không được. Mô Phô, con làm bể bong bóng giúp ba nha. Cảm ơn Mô Phô nha. Ba thấy mày làm. Ba nghĩ là con bé đi hướng đó đó. Ta đã rất lo lắng không biết rằng liệu có thấy chiếc xe của mình nữa không. Nè Bo Bo, lần sau có thổi bong bóng thì đừng thổi quá nhiệt tình cho con. Là con à Mila, bà không thấy con xuống cầu thang. Vì con vẫn còn trên này mà. Ủa, nhưng vậy ra con là Mô Phô à? Đúng rồi. Chờ Mila, cậu và Mô Phô muốn đi chơi không? Mila, Mô Phô không có nhà. Nhưng Mila chơi. Tốt quá, mình đi thôi. Trời không nhận ra đó là Mô Phô. Chào Mila. Bây giờ chúng ta chơi trò gì đây Mila? Cậu lúc nào cũng toàn nghĩ ra mấy trò vui vui thôi. Phải. Đuổi bắt. Được rồi Mila, cậu trước nha. Cái gì? Cậu chỉ cần bắt được Sarah nữa thôi. Ủa, cậu ấy đâu rồi? Tớ mắc kẹt trên cây. Tớ không nghĩ là tớ sẽ tự xuống được. Mila cứu. Khoan, chờ một chút. Cậu không phải Mila, cậu là Mô Phô. Cảm ơn Mi. Mô Phô. Xem nào, có vẻ Mô Phô không đi với nó. Có con vỏ là Mô Phô sao? Nếu không có Mô Phô, bọn ta muốn nhọc tụi nhóc này sao cũng được. Đám này nhỏ con thiệt. Thả ta ra. Cứ không làm gì được ta đâu. Trái banh này ở đâu ra vậy?
chuyện gì xảy ra vậy? Chạy đi Stan ơi. Lại là Mila hả? Tha cho bọn ta đi. Cậu lơ bọn chúng hay lắm Mô Phụ. Không có Mô Phụ chán quá, đi tìm cậu ấy thôi. Mila kìa. Ai khóc? Siêu anh hùng nào. Cảm ơn siêu anh hùng Morpho nhiều nha. Wow, Morpho cũng muốn làm anh hùng. Morpho. Ôi không. Phải bắt hắn lại. Apple. Siêu anh hùng Apple. Cảm ơn Mô Phụ. Hey. Không, đừng làm loạn ở đây. Sở thú lại thôi. Được thôi. Ôi không. Nhanh lên Mô Phụ, mang mấy con hổ ra khỏi đó đi. Nhìn xem kìa, là thiên thạch. Ôm vào ngực thiên thạch. Giờ thì thiên thạch đang rơi về hướng thành phố đó. Ôi không. Ngừng sao băng đi Mô Phụ. Giỏi lắm Mô Phụ. Cháu đã ngừng thiên thạch lại rồi. Cháu là siêu anh hùng đích thực đó Mô Phụ à. Hả? Thả bọn ta ra. Mơ đi cưng. Bọn ta cần các ngươi để bẫy Mô Phụ đó. Cứu. Cứu rồi. Ôi không, tụi mình phải cứu các cậu ấy. Xeo anh hùng ấp vào tới cứu. Dừng lại đi Mô Phụ, bẫy đó. Ấp vào cứu. Hả? Bắt được ngươi rồi Mô Phụ. Khoan đó, đây không phải là Mô Phụ, là Ô Phụ đó. Mô Phụ đây nè. Ô Phụ, cậu đưa cảnh sát Freeze đến đây bắt bọn cướp nha. Các người đang bắn cướp kìa. Cảm ơn Ophel nha. Cảm ơn Ophel đã cứu chúng ta. Cậu là siêu anh hùng đích thực. Yeah.
Mila, Mô Phô, bà có làm nước chanh cho các con đây. Nước chanh. Để lát nữa ba dọn nha. Giờ ba muốn đọc xong cuốn sách này. Làm hỏng tháp của cậu. Cậu phá hư bức tranh rồi, Mô Phụ. Không, Mô Phụ không có. Nào nào, giờ hai đứa có muốn ra ngoài làm gì khác không hả? Dạ. Dạ được. Hồi hộp quá đi. Mà cái này nó khỏi đây vậy. Được rồi. Mình đọc tới đâu rồi ta? Ngươi chưa thắng đâu, anh hùng hành động. Với sự giúp sức của cái hộp đâu rồi? Anh hùng hành động. Sao cậu lại mang cái hộp đi? Mà phòng không có lấy cái hộp. Chính Mila tạo ra nó mà. Tớ không phá hỏng tòa nhà ngu ngốc của cậu. Tòa nhà không ngu ngốc. Mila ngu ngốc. Biết sao không? Giờ tớ sẽ không chơi với cậu nữa. Không, Mô Phụ sẽ không chơi với Mila. Mô Phụ không chơi với Mila nữa. Đà, 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 đà. Không biết vẽ gì nữa. Mô Phụ chắc sẽ nghĩ ra gì đó. Cuốn sách này hay thiệt đó. Tớ xin lỗi. Tớ không nên nổi nóng với cậu vì đã làm gãy màu lên bức tranh của tớ. Hả? Không phải do Mô Phụ đâu. Ba lỡ làm gãy đó. Cái gì? Vậy ba có làm hỏng tòa tháp của Mô Phụ không? Phải. Và lấy đồ chơi đi. Đúng vậy. Và bẻ tòa nhà. Chắc vậy đó. Mila, Mô Phụ làm bạn lại nha. Dĩ nhiên. Ba xin lỗi vì đã làm những điều đó hai đứa. Và xin lỗi vì ba khiến tụi con cãi nhau. Chúng ta lại làm bạn được chứ? Dĩ nhiên rồi ba. Mô Phụ nhé, khủng long bạo chúa. Nhìn đẹp đó Mô Phụ, nhưng sao nó không có đuôi? Nó có đuôi hả? Tớ cũng không nhớ khủng long bay trông như thế nào nữa. Tụi mình nên quay ngược thời gian để nghiên cứu về loài khủng long. Anh thời gian, anh có thể đưa tụi em đến kỹ khủng long được không anh? Tụi mình hãy chụp vài tấm ảnh khủng long đi nào. Mô Phụ, biến hình thành máy chụp ảnh khủng long nào.
khủng long đó lạ quá, đi thôi. À, nhìn kìa Morpho, một con khủng long bạo chúa. Khủng long bạo chúa lớn ghê, răng to nữa và trượt ba tánh. Tớ chưa từng thấy con khủng long nào như vậy. Tụi mình thử tìm những con khủng long khác đi Morpho. Nhìn kìa Morpho, là khủng long cổ dài. Lớn quá. Đúng vậy Morpho, chúng rất to và có cổ rất dài nữa. Nhìn kìa Morpho, nó sắp trướng cổ để ăn lá đó. Nó đang làm gì vậy? Morpho, cậu có nghe tiếng cười đó không? À, có gì sai sai rồi. Đi theo con khủng long cổ dài đó xem. Cẩn thận đó Morpho, Telephone đang nhiễm cúm của thuốc cân phép thuật, nên là con phải tránh xa một thời gian nha. Wow, bà không bị bệnh sao? Chỉ có thuốc phép thuật mới bị nhiễm cúm phép thuật mà thôi. Bà với Telephone sẽ ở trong nhà để đảm bảo các thuốc phép thuật khác không bị nhiễm cúm. Không chơi ạ? Đừng lo, ở trong nhà vẫn chơi được mà, có phải không hả Telephone? Nhanh kìa! Không biết sao lại vậy hả? Tớ nghĩ Roma cũng bị cúm phép thuật đó. Đừng lại gần nha Morpho. Chào chú họa sĩ, chào Roma. Tớ nghĩ cậu nhiễm cúm thú phép thuật rồi Roma. Thì ra là như vậy. Roma bắt đầu hắt xì ngay sau khi có cái bong bóng gì đó nổ lớn trước mặt đó. Cậu nên ở nhà cho đến khi khỏe hơn, để không lây bệnh cho các thú cưng phép thuật khác. Chúng ta ở nhà vẫn vui mà. Nghĩ xem chúng ta đã vẽ được biết bao nhiêu là bức tranh. Mila, nhìn kìa! Bong bóng lớn, xem nó tới từ đâu nào. Ủa? Thợ xây Lawrence, chú nên đưa Animi về nhà. Nó chứa cúm phép thuật đó chú. Ồ không, chắc là nó đã nhiễm bệnh từ một trong số mấy bong bóng trên trời đây nè. Thôi về nhà nghỉ ngơi cho đến khi khỏe ha Animi. Bong bóng nữa kìa. Hãy đi tìm xem mấy bong bóng này từ đâu tới. Nhìn kìa Morpho, là
có đủ khỏe để đuổi theo Boba không vậy? Được mà. Cũng bắt được rồi. Về nhà thôi, Boba ơi. Khi cậu bệnh mà còn ra ngoài thì sẽ lây bệnh cho rất nhiều thú cưng phép thuật khác đó, kể cả Morphle. Và ở nhà thì vẫn nhiều trò vui mà, đúng không Morphle? Đúng. Bồ. Thấy không Boba, ở nhà chơi cũng vui mà. Wow, mấy đồ chơi cho thú phép thuật này ở đâu ra vậy nhỉ? Morphle, hãy dọn dẹp tất cả và tìm hiểu xem chúng từ đâu ra. Yeah. Chỉ có hai tụi mình, trong khi có nhiều đồ chơi quá. Wow, có hai Morphle. Cùng nhau làm. Làm cùng nhau. Sao chúng ta có nhiều đồ chơi và có hai Morphle vậy? Nhờ có thú nhân đôi đó. Thú nhân đôi có thể tạo bản sao của tất cả mọi thứ. Ai vậy ta? Xin chào, chúng tôi là những người thuộc hội hướng đạo sinh. Chúng tôi bán bánh quy. Nhìn ngon đó. Cho tôi mấy cái bánh quy nào. Ồ không, Pila, Morpho, bọn cướp trở mất thú nhân đôi rồi. Cần phải bắt chúng lại, nhưng chúng chạy xa quá rồi. Tụi mình bắt cướp bằng cách nào đây? Xe ba bánh. Cái này chậm quá. Morpho, biến hình thành xe cảnh sát siêu tốc đi nào. Ồ không, chạy đi. Chúng đâu mất rồi? Tớ tưởng chúng chạy hướng này. Hả? Nhìn kìa Morpho, chúng ở phía sau tụi mình. Sao chúng ở đó được hả? Bạn ta tóm các ngươi đây. Ồ không. Thú nhân đôi không có ở đây Morpho. Chúng giấu thú nhân đôi ở đâu vậy? Thú nhân đôi? Chắc nó đang nằm trong tay băng cướp nhạc cụ hay là băng cướp Long Vũ rồi đó. Nhiều băng cướp quá. Hoặc là nó đang nằm trong tay nhóm cướp Morphle. Wow. Morphle biến thành chúng ta là băng cướp băng cá nhân. Morphle. Thiết bị mới của băng cướp có thể điều khiển thú phép thuật tùy thích mà không cần chủ nhân ra lệnh cho bọn chúng. Có thú nhân đôi trong tay, chúng ta có thể nhân đôi bản thân luôn. Bánh xe hả? Chúng ta không muốn làm nhóm cướp bánh xe, mà chúng ta muốn làm nhóm cướp kìm giấy. Bọn ta nhóm cướp Morphle đã cướp được Morphle. Tuyệt, biến nó thành xe ủi đi, để ta có thể dễ dàng ăn trộm bánh xe. Không,
biến thành giáp vỗ lông để vỗ lông cụ dễ hơn. Người ngốc quá, người ngốc quá. Người mới là ngốc. Ồ, nhiều mô phồ quá. Yeah. Mô phồ, biến thành xe ủi đi. Mô phồ, biến thành giáp vỗ lông đi. Mô phồ không làm gì hết. Cũng phải thôi, bởi vì chúng ta chưa cho nó vào trong xe cướp. Đừng làm vậy. Nếu chúng ta lấy thú nhân đôi ra, sẽ chỉ có hai chúng ta mà thôi. Chúng ta trốn. Mô phồ có kế này, biến thành gì đây? Không, mô phồ không có kế gì. Xe ba bên. Không, không đủ nhanh đâu. Mô phồ cần Mila. Cuối cùng cũng được, mình cần cứu mô phồ. Mila, Mila giúp mô phồ. Mila nghĩ kế đi. Được rồi mô phồ, nhưng có nhiều cướp quá đi. Nếu chúng hợp tác thì tụi mình không thể làm gì. Cướp không hợp tác, cướp chỉ cãi nhau. Thật hả? Nếu vậy chúng ta có cơ hội rồi. Morpho 1 biến thành khủng long bạo chúa. Morpho 2 hãy biến thành robot. Morpho 3 biến thành một cái quạt khổng lồ. Giờ thì cùng hợp tác để thổi đống lông vũ đi. Ô không! Morpho 4 biến thành thanh dốc. Cướp thú nhân đôi đi, ta cần nhiều lông hơn. Không, chúng ta còn nhiều bánh xe hơn, gấp đôi số bánh xe. Ý kiến thật là ngu ngốc. Ý kiến thật là ngu ngốc. Không, chúng ta cần bánh xe. Long vũ. Giờ chúng ta có thể cứu thú nhân đôi. Không, không, không! Chúng ta không nên làm như vậy! Có đó nha! Morpho biến thành một con robot để bắt chúng nào! À, gì vậy? Ôi không! Và có bốn bạn Morpho và bốn tên cướp và mọi chuyện rất ly kỳ! Wow! Nghe sợ thiệt đó! Không sợ! Nhưng bọn cướp không hợp tác, trong khi tụi con thì có. Do đó tụi con có thể cứu thú nhân đôi và biến Morpho trở lại thành một. Hai Morpho ôm hai cái luôn. Nè John. Gì hả Stan? Ta mừng là mấy đứa kia đã biến mất, chỉ còn có người ở lại đây với ta. Ồ, ta cũng nghĩ vậy Stan. Ngủ ngon John. Ngủ ngon Stan.